U23 Việt Nam dạng dỡ trong lễ mừng công nhận thưởng 1,8 tỷ đồng. Đêm 26 tháng 8, U23 Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á bằng chiến thắng kịch tính 6 năm trong loạt sút luân lưu trước U23 Indonesia trong trận chung kết trên đất Thái Lan. Trước đó, hai đội hóa nhau không đều sau 120 phút thi đấu. Trưa 27 tháng 8, toàn đội U23 Việt Nam từ Bangkok về đến sân bay nội bài Hà Nội. Ngay sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã mang cúp vô địch đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF dự lễ mừng công. U23 Việt Nam về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ và lãnh đạo VFF. Theo thông tin từ VFF, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã ra sân bay chào đón đội U23 Việt Nam trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Để ghi nhận kết quả đạt được của U23 Việt Nam, VFF đã long trọng tổ chức lễ mừng công cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại trụ sở VFF vào chiều 27 tháng 8 huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á, ông Hoàng Anh Tuấn, phát biểu Tôi vinh dự khi đứng ở đây để chia sẻ niềm vui khiêm tốn này với mọi người. Lời đầu tiên tôi xin dành lời khen ngợi đến các cầu thủ. Họ đã chiến đấu, quyết tâm, bản lĩnh để mang về danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á cho U23 Việt Nam. Tiếp đến chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các câu lạc bộ, các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá đã cung cấp cầu thủ cho U23 Việt Nam tham dự giải đấu. Với cá nhân tôi, đây là danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng tuyệt vời hơn cả là những gì cầu thủ đạt được. Lứa tuổi trung bình của U23 Việt Nam gần như thấp nhất so với các đội khác ở giải, nhưng chúng ta vẫn vô địch. Ba trong bốn trận đấu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đều thuộc về cầu thủ U23 Việt Nam. Từ khi VFF có quyết định trẻ hóa lực lượng, tôi rất vui mừng. Sự thành công hay chức vô địch này là dấu hiệu cho thấy thành công bước đầu tiên liên quan đến định hướng của VFF. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói tiếp tôi cũng có vài lời chia sẻ với ông chúa xưa tôi không nghĩ đây là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm quan trọng tôi sẽ làm tốt nhất để ông chúa xưa có nhiều cầu thủ nhiều sự lựa chọn tốt tham gia các giải đấu sắp tới trong khi đó phó chủ tịch Vé vff trần anh tú nhấn mạnh như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ trẻ, trong đó 8 cầu thủ dưới 20 tuổi. Các đội tuyển Việt Nam đang tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được tham dự nhiều giải đấu. Với lực lượng tham dự từ U23 Đông Nam Á, ASEAN hay vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Philip Chuasier sẽ có thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau này. Cũng trong hôm nay, huấn luyện viên Chuasier vừa gọi 35 tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung đợt thứ hai chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Trong số này có 9 cầu thủ, vừa vô địch U23 Đông Nam Á gồm hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trao 1,8 tỷ đồng tiền thưởng của VFF cho thành tích vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam. Số tiền này bao gồm 1 tỷ đồng cho trận thắng Indonesia và 800 triệu tiền thưởng cho 3 trận thắng U23 Việt Nam tại vòng bảng 2 trận và bán kết. Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, VFF mong các cầu thủ U23 Việt Nam không thỏa mãn với danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á. Các cầu thủ phải tích cực hơn, nỗ lực hơn để tiến bộ. Nếu chúng ta thỏa mãn thì sẽ bị trứng lại. Các bạn còn cả tương lai ở phía trước. VFF thông tin. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ có ít ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng quay mới. Một số cầu thủ sẽ gia nhập đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Chua Sier dẫn dắt để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng C và thi đấu trên sân nhà tại Phú Thọ từ mùng 6 đến 12 tháng 9 tới. Một số cầu thủ khác sẽ hội quân trở lại cùng Olympic Việt Nam dự kiến vào ngày mùng 6 tháng 9 hoặc mùng 8 tháng 9 để chuẩn bị cho ASEAN 19. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, Vòng loại U23 châu Á và ASEAN khá khác nhau. Trận cuối cùng của vòng loại U23 châu Á là ngày 12 tháng 9. Trận đầu tiên của U23 Việt Nam ở ASEAN là 19 tháng 9. Chúng ta vẫn có khoảng một tuần chuẩn bị. Đa số cầu thủ giữa ASEAN nằm trong danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á. Vì thế, thời gian chuẩn bị không cần kéo dài vì các cầu thủ từng chơi với nhau. Về thành tích, ASEAN kỳ trước, chúng ta đã sử dụng đội hình tốt nhất có thể. Còn ở kỳ này chúng ta sử dụng đội hình trẻ hơn nhiều. Mục tiêu VFF bếp đưa ra là sàng lọc, làm sao có cầu thủ tốt nhất để huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có lựa chọn cho vòng loại World Cup.